2, ngày 14 tháng 2 để tình nhân chỗ này nó kẹt xe. Lúc giao bây giờ xin mình lại kia. Không phải là bệnh viện Di Đồng á. Dạ. Bây giờ bà con nhà ta mua nhau ra được. Cái lễ. Hiện tại là khoảng độ 7 giờ rưỡi tối các bạn. Mình đã có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Tối hôm nay tưng bừng luôn các bạn xem nè. Đó, hai em mình trong nha, mà áo màu hồng và màu đen. Mình góc tay trái cũng vậy luôn, nhảy múa tưng bừng. Ở đây á, hôm nay là coi như là họ dọn bàn ghế gần ga giữa đường luôn các bạn. Coi như là cái làn đường dành cho người đi xe rất là nhỏ. Đó, đi qua cực kỳ chậm luôn. Chỗ này là khu vực Miss Sài Gòn. Còn bây giờ chúng ta đi ngược lại chút xíu. Ở đây là Volcano hả? Rồi các bạn nhìn góc tay phải nha, có bốn em đang nhảy trên trển. Và ở đây thực sự mà nói là rất rất là tới bến luôn các bạn. Mình tiến lại gần hơn các bạn sẽ thấy rõ nha.
The Volcano rồi. Thời điểm này thì lượng khách ở ngay khu vực Volcano này chưa có nhiều các bạn, mặc dù nhảy múa rất ư là gọi là rực lửa. Giao với đường biển Thái Hồng, đúng rồi, nó cũng kẹt luôn. Bữa nay bạn trẻ đổ ra đường quá trời. Và hiện tại là khoảng độ 8 giờ tối ha, mình đang có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thực sự rất rất đông các bạn, rất rất nhiều bạn trẻ đổ về đây. Cái này là giống như dạng của bong bóng ha, hình con heo rất là dễ thương. Bên góc tay phải là bán kẹo bông gò, mình thấy không? Đại đa số các bạn trẻ độ tuổi khoảng độ đôi mươi. Vậy hôm nay chúng ta thấy rõ ràng là bán những cái tàu hình bông bông con heo rất nhiều ha. Từ trong tận âm lịch ra tới giờ mình thấy cũng rất nhiều. Và ở đây rất nhiều bạn trẻ tập trung ở đây để nghe nhạc các bạn, nghe biểu diễn ha. Anh chàng này khá là thu hút số lượng các bạn trẻ đến đây. Cơ bản thì phố đi bộ Nguyễn Huệ thì trong vòng vài năm đổ lại mình thấy là cái mô hình nó cũng vậy thôi. Cái sinh hoạt cũng không có gì thay đổi, cũng là có vài bạn ca hát, rồi có một số bạn thì ra ngoài đây thu hình cái dạng MV nhảy nhót. Và tối hôm nay cũng có khá nhiều khách nước ngoài ở đây các bạn. Và anh chàng nhắc theo con sao đi bắn bông hồng. Có con thỏ đằng kia các bạn thấy không? Rồi hình tượng của dạng người đứng yên chụp hình chụp Mickey, bỏ lên chụp hình là sẽ có tiền nha. Đây bắn bông hồng các bạn, con thỏ. Rồi cái hồng giống dạng nhuộm màu, xanh đậm tím tím. Và cũng như những ngày thường ha, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ này bán rất nhiều đồ ăn nhanh các bạn.
Đó, bên góc tay phải nè. Và bên góc tay trái ha, có hai bạn trẻ đang bán hoa hồng các bạn, từng trong ba cái thùng đây các bạn xem đó. Giờ 43 phút các bạn, mình đã có mặt ở khu vực công sở Paris, nhà thờ Đức Bà và bưu điện Sài Gòn nha. Các bạn thấy không, bạn trẻ ngồi rất rất nhiều, đông lắm luôn bên kia. Đó. Rồi chúng ta xoay qua đây, bên đây là coi như là trở thành chỗ gửi xe luôn, quá trời đông. Khu mực cá viên chiên. Wow, đông quá. Cô bên kia cũng ngẹt người luôn. Bữa nay là họ kinh doanh trên vỉa hè là cho gửi xe luôn đó. Rồi bán uống trà đào nữa các bạn. Mình kiếm chỗ mà đi vô coi. Biết là cái khu vực này giống như là cái khu vực gọi là bán tạp hóa, các bạn thấy không? Ngay phía trước nhà thờ Đức Bà đó. Quá trời. Đây. Bắp xào hộp gà nước. Hộp gà nước, hộp thịt lộn, hộp thịt nữa, bánh cốt lộn, bắp xào, lộn xào nữa đây. Ô con rùa, nghe đồng thiệt luôn á. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp. Tình hình Valentine Sài Gòn.